Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước rất nhiều sự vụ liên quan đến việc người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng nhiều thủ đoạn và công nghệ ngày càng phức tạp tinh vi, Ngân hàng Nhà nước đã ra quy định từ mùng 1 tháng 7 chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Vậy quy định này được hiểu cụ thể như thế nào? Khách hàng cũng như phía ngân hàng thương mại cần chuẩn bị gì để thực hiện quy định này? Nội dung sẽ được giải đáp trong phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức tài chính thị trường, các sự kiện kinh tế trong tuần chương trình vừa cập nhật. Ngay từ đầu năm, ngành thuế hải quan quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Theo đó, kết quả thu ngân sách nhà nước quý 1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng khá so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.118 tỷ đồng, đạt 30,83% dự toán cả năm, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu quý 1 năm nay, có hai khoản thu đạt dưới 10% dự toán cả năm, đó là thu tiền sử dụng đất đạt 9,28%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7,12%. Ba tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh, trong đó có 6 dự án đầu tư trong nước và 13 dự án đầu tư nước ngoài. Đồng thời tiếp nhận cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài và 1 dự án đầu tư trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 414,2 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định 538 QĐ-NHNN phê duyệt các nhóm tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024. Trong đó có 4 ngân hàng trong nhóm Big Four gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ngoài ra còn có 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 tổ chức tín dụng nêu trên để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống. Từ đầu năm đến nay, giá vàng cả thế giới và trong nước đều có xu hướng tăng cao và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Chính sách về quản lý thị trường vàng trong nước hiện vẫn đang tiếp tục được bàn thảo, nghiên cứu. Tuy nhiên, nhu cầu về mua bán vàng nhiều thời điểm còn nhộn nhịp hơn so với trước. Giá vàng nhẫn đã leo lên mức 71 triệu đồng trên lượng và giá vàng SJC được giao dịch quanh ngưỡng trên 81 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra. Cơ chế quản lý mới về thị trường vàng được ngóng đợi có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về cung cầu và độc quyền thương hiệu vàng miếng đã được đề xuất gỡ bỏ. Thế nhưng, theo đánh giá, chỉ riêng việc gỡ bỏ độc quyền vẫn chưa thể giải quyết tận gốc chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, mà phải gia tăng nguồn cung và cần cả những cơ chế khác để thị trường vận động minh bạch, liên thông với thế giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá ga đã có 3 lần tăng và 1 lần giảm. Trong đó, giá ga tháng 1 tăng 500 đồng trên kg, tháng 2 tăng 417 đồng trên kg và tháng 3 tăng 167 đồng trên kg. Đến tháng 4 thì giá ga đã giảm. Cụ thể, giá ga City Petro, Vimeco, Vina Pacific Petro giảm 2.500 đồng trên bình 6kg về 267.500 đồng, bình 12kg giảm 5.000 đồng về 476.000 đồng, bình 45kg giảm 19.000 đồng về 1.785.000 đồng, bình 50kg giảm 21.000 đồng về 1.981.500 đồng. Trong khi đó, Sài Gòn Petro cho biết giá ga chỉ giảm 375 đồng trên kg, tương ứng mức giảm 4.500 đồng trên bình 12kg. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 38 NQCP ngày 2 tháng 4 năm 2024, ban hành chương trình hành động của chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,
Chương trình hành động phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, bảo đảm các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp phải có tổ chức, bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức gắn với vị trí việc làm, phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, hiệu quả hoạt động được đánh giá dựa trên sản phẩm, kết quả công việc. Quốc hội đã thông qua nghị quyết 104/2013/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, trong chính sách tiền lương mới, mở rộng quan hệ tiền lương từ hệ số lương 1, 2,34, 10 hiện nay lên thành 1, 2,68, 12. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tiền lương trung bình của công chức viên chức tăng khoảng 30%. Mức tăng lương cụ thể cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào vị trí việc làm, hiệu quả công việc. Đối với công chức viên chức, việc tăng lương sẽ góp phần cải thiện đời sống của công chức viên chức, góp phần thu hút và giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước. Qua kết quả trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, trong tháng 3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh có phương tiện vi phạm quy định về hoạt động vận tải, ra quyết định thu hồi 116 phù hiệu đối với xe ô tô của 32 đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm quy định về tốc độ. Sở Giao thông Vận tải giao lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các phòng ban chức năng của sở kiểm tra, giám sát việc khắc phục vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thanh toán trực tuyến tuy an toàn và có tính bảo mật cao nhưng vẫn tiềm ẩn một số rủi ro không mong muốn, đặc biệt là khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi như hiện nay. Trước thực trạng đó, thì Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong các giao dịch trực tuyến. Và các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cũng liên tục có những nỗ lực để hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng. Và quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay là một trong những giải pháp rất quan trọng. Những nội dung này sẽ có trong mục chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Trước tiên là một vài ghi nhận của phóng viên chương trình. Theo các chuyên gia tài chính, hiện nay có các rủi ro chính khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. 1. Rủi ro lộ thông tin cá nhân. 2. Rủi ro thanh toán Internet qua website giả mạo. 3. Rủi ro khi thanh toán tiền Internet mà ngân hàng bị trục trặc hệ thống. 4. Rủi ro khi bị lừa chuyển tiền khi thanh toán mạng Internet. Rủi ro bị lừa chuyển tiền là một trong những rủi ro khi giao dịch trực tuyến. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu chuyển khoản nhầm hoặc chuyển tiền khi bị lừa chuyển khoản thì có lấy lại được không? Gần đây, các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng khi thực hiện các thanh toán trực tuyến mà sử dụng mạng Wi-Fi công cộng. Hàng loạt những vấn đề đó yêu cầu cần phải có những giải pháp công nghệ để bảo đảm an toàn thông tin cũng như an toàn giao dịch. Xác thực bằng sinh trắc học khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng là giải pháp được kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu đó. Và để tìm hiểu rõ hơn về quy định mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần trao đổi của phóng viên chương trình với đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú Hiến để có thêm những thông tin cụ thể và hữu ích cho chính mình. Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin bà cho biết sự cần thiết phải đưa ra quy định khi mà chúng ta chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu cũng như là nạp vào ví điện tử trên 10 triệu thì cần phải xác thực sinh trắc học qua vân tay hoặc là khuôn mặt ạ? Các anh chị thì cũng đã biết rồi, hiện nay là trên mạng cũng có rất là nhiều hiện tượng lừa đảo thông qua hệ thống mạng, hoặc là họ giả danh công an hoặc là tòa án để lấy những cái thông tin từ phía khách hàng, sau đó thì sẽ lợi dụng cái sự những cái chưa cẩn thận từ phía khách hàng thì họ có thể lấy trộm từ các mật khẩu hay là OTP để nhằm là chiếm cái tài khoản của khách hàng, sau đó thực hiện chuyển tiền đi. Thì nếu đối với các cái giao dịch quy định về sinh trắc học thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa và hỗ trợ được khách hàng trong cái việc mà nếu như trong trường hợp mà bất khả kháng hoặc là những cái khi mà mình chưa cẩn thận mà bị lộ thông tin. Vâng, thứ ba là để thực hiện được quy định này thì phía khách hàng, tức là người chuyển tiền, sẽ cần phải chuẩn bị những gì và đáp ứng những yêu cầu gì ạ? Tức là để thực hiện cái quy định mới bắt đầu từ 1 tháng 7 của Ngân hàng Nhà nước thì khách hàng cần phải chuẩn bị một số cái thông tin. Cụ thể như là thứ nhất là sẽ phải có cái quét cái căn cước công dân theo gắn chip mới trên hệ thống của các ngân hàng qua các thông tin về Digibank, và cập nhật những cái thông tin về sinh trắc học như là về khuôn mặt và dấu vân tay, để khi thực hiện giao dịch của khách hàng thì khách hàng sẽ phải xác thực những thông tin như vậy.
Còn về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú Hiến thì đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất khi mà thực hiện quy định này ạ? Thứ nhất là về trong nội bộ thì Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung cũng như là Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Hiến cũng sẽ cập nhật những cái thông tin đến cho khách hàng để gửi khách hàng những cái thông tin đầy đủ nhất về những cái nội dung cần phải thay đổi trong cái xác thực này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng có đào tạo hướng dẫn cho anh em cán bộ của chi nhánh để có nắm vững những thông tin để tư vấn đến khách hàng. Ngoài ra thì toàn bộ cái hệ thống về công nghệ thông tin hiện nay chúng tôi cũng đã cập nhật trên cái hệ thống Digibank mới. Thì đối với những cái khách hàng lần đầu giao dịch thì khách hàng sẽ được hướng dẫn ngay từ đầu về cái việc mà xác thực các thông tin thông qua khuôn mặt, dấu vân tay hay là xác thực về căn cước công dân. Còn những khách hàng mà đã có giao dịch tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Hiến rồi thì khách hàng sẽ cung cấp bổ sung thêm thông tin cho chúng tôi trong những cái lần đầu giao dịch kể từ sau ngày 1 tháng 7 thì sẽ cung cấp bổ sung thông tin. Vâng, về phía ngân hàng thì sẽ có những cái sự tư vấn với khách hàng như thế nào để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất khi mà áp dụng quy định này ạ? Về phía khách hàng thì chúng tôi sẽ có hai cái kênh hỗ trợ tư vấn. Trước hết là về kênh online, là khách hàng khi truy cập vào chương trình Digibank thì sẽ có được có những cái hướng dẫn từng bước rất là cụ thể chi tiết trên hệ thống chương trình phần mềm, và trên website của Vietcombank cũng sẽ đăng tải những cái thông tin hỗ trợ thêm cho khách hàng. Còn về khách hàng tại quầy khi mà giao dịch trực tiếp tại ngân hàng thì cán bộ giao dịch của ngân hàng sẽ có tư vấn và hỗ trợ trực tiếp và cụ thể tới từng khách hàng. Thứ ba là có nhiều khách hàng thì thắc mắc rằng là với những trường hợp rủi ro như là bị kẻ lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản rồi thì khách hàng có thể lấy lại được số tiền đó hay không khi mà thực hiện quy định này ạ? Cái giao dịch đối với xác thực này sẽ rất là đảm bảo an toàn hơn đối với khách hàng. Bởi vì cái thứ nhất, nếu như trong trường hợp mà rủi ro xảy ra là khách hàng bị mất những cái mật khẩu về OTP hay những cái mật khẩu liên quan đến cái giao dịch Internet Banking, Digibank của mình, bên tội phạm mà nhận được những thông tin đấy họ sẽ không thể chuyển được cái giao dịch nhiều tiền. Bởi vì những cái giao dịch tối đa là dưới 10 triệu thì họ có thể tự thực hiện được, nhưng trên 10 triệu thì cần phải có xác thực. Chính vì thế là sẽ ngăn ngừa giảm bớt những cái rủi ro cho bản thân khách hàng. Đấy thì đấy cũng là một cách để hỗ trợ thêm cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch. Ngoài những quy định nói trên thì phía ngân hàng sẽ có thêm những cái tư vấn gì để người dân đảm bảo được an toàn khi mà thực hiện các giao dịch trực tuyến qua ngân hàng ạ? Còn về phía ngân hàng thì chúng tôi vẫn khuyến cáo khách hàng là khi khách hàng thực hiện giao dịch thì khách hàng vẫn truy cập những cái website chính thức của hệ thống ngân hàng và sử dụng những cái phần mềm Digibank đã được hệ thống ngân hàng hỗ trợ cài đặt cũng như là kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch, tránh cái việc là mình thực hiện những cái giao dịch thông qua những cái web không chính thống hoặc là những cái tư vấn hướng dẫn mà không phải từ phía ngân hàng, để đảm bảo rằng là cái giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với chương trình hôm nay. Chương trình Tạp chí Kinh tế Phú Hiến cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.